các khu điều trị đầy bệnh nhân tại bệnh viện ở Volsky, Nga. Trong lúc Nga chống chọi một đợt dịch mới, số nhập viện vì COVID ngày càng tăng khi các dịch vụ y tế bị căng thẳng và nhiều y bác sĩ đang hết mức chịu đựng. Bệnh viện số 1 bên ngoài Volgograd tại Đài Nam nước Nga đầu tuần này đã không còn giờ bệnh viện. Vào thời điểm này, bệnh viện hoàn toàn đầy bệnh nhân. Bệnh viện có 540 giường, 490 bệnh nhân đang nằm trong các phòng bệnh thường, 50 bệnh nhân đang nằm phòng hồi sức tích cực. Chúng tôi hoàn toàn đầy bệnh nhân, hầu hết các bệnh nhân 98,99% là những người chưa tiêm chủng. Chỉ khoảng 35% dân số Nga đã nhận được hai liều vaccine COVID. Các ca nhiễm nặng tăng cao kỷ lục được cho là do tỷ lệ tiêm chủng thấp, nhưng cầm quyền phải tái áp đặt phong tỏa một phần. Trong 24 giờ qua, Nga hôm 26 tháng 10 báo cáo có thêm 1.106 người chết vì COVID, cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu. Bà Yelena làm việc tại bệnh viện ở Volsky chữa trị bệnh nhân COVID kể từ khi đại dịch bắt đầu cho biết lần này tình hình tại Nga trầm trọng hơn nhiều. Bà nói, căn bệnh này trầm trọng hơn, với nhiều biến chứng hơn, năm ngoái còn dễ thở, bệnh này không chừa một ai.